Chào tất cả anh em nha, mình là NTN đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã bỏ ra một ít thời gian để theo dõi cái clip cực kỳ kinh dị anh em ạ. Đấy, clip này coi như là một cái trận đấu solo của trận đấu cuối cùng anh em ơi, trận đấu quyết định anh em ạ. Để xem liệu anh Đức Mom có thắng được Jimmy hay không nhá. Đấy thì hôm nay mình phải nhờ anh Đức Mom anh em ạ. Đấy, một chùm kiểu như bắn tử chiến khét tiếng ở trên BC anh em ạ. Đấy, hai thanh niên đều bắn BC nhá. Đấy thì hôm nay mình phải nhờ sự trợ giúp để anh Đức Mom phục thù cho mình với Sima anh em ơi. Bởi vì mình Sima đã thua Jimmy rồi nhá. Để xem liệu hôm nay Đức Mõm có đảm lên chuyện hay không nhá. Thì anh em dự đoán được cái tỷ số để xem anh Đức Mõm ăn được bao nhiêu kill trận này nha anh em ơi. Đấy thì không linh tinh liên thuyên nữa, để chuẩn bị vào trận đấu thì anh em có thể giúp mình một nút like được không? Để cho anh Đức Mõm thắng Jimmy nha, chứ mình với Sima thua rồi anh em ạ. Xem anh Đức Mõm liệu có thắng được không nhá. Mình cho anh em 3 giây bấm like này. 3 2 1 like đi anh em ơi, like luôn đi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã bấm like nhá. Đấy thì cuối clip này mình vẫn tiếp tục là tặng cho 5 bạn nha. Đấy hôm nay chơi lớn luôn. Tặng 5 bạn mỗi bạn 5k kim cương. Đấy cho anh em là xem từ đầu đến cuối mà không tua. Và một tí nữa mình cũng sẽ ra câu hỏi để cho anh em nhận quà free nữa, nên anh em yên tâm nhá. Ok, để tránh mất thời gian của anh em thì mình vô luôn nha anh em ơi. Anh em xem đừng có tua nhá. Mình sẽ cho anh em một câu hỏi luôn này. Đấy thì trận này mình sẽ quan sát anh Đức Mõm bắn luôn nhá. Thì câu hỏi dành cho anh em là đố anh em biết anh Đức Mõm giết được bao nhiêu kill headshot. Đó, anh em comment bên dưới nhá. Ok. Rồi. Anh Đức Mõm, mình sẽ quan sát anh Đức Mõm là chính nha anh em ơi. Đấy, để xem liệu anh Đức Mõm có phục thù được hay không nha anh em ơi. Bên này là Jimmy BC nhá. Một con chùm BC nhá. Đấy. Bên này cũng là anh Đức Mõm cũng bắn bằng BC thôi anh em ơi. Cực căng luôn. Kèo này thì anh em dự đoán tỷ số luôn đi. Anh em thử dự đoán xem tỷ số là bao nhiêu nhá. Thì mình dự đoán tỷ số khoảng độ 7-0 nghiêng với anh Đức Mõm anh ạ. Bởi vì anh Đức Mõm là bắn BC cực kỳ kinh rồi anh em ơi, nên là không lo đâu. Ok. Anh Đức Mõm đang công lên. Vâng, đặt kèo cực nhanh lên nhá. Rồi anh em thấy chưa? Đấy, anh em dự đoán tỷ số thế nào? Anh em nhớ là theo dõi từ đầu đến cuối, anh em đừng có tua nhá. Thì anh em mới biết được anh Đức Mõm giết được có giết được BC hay không nha anh em ơi. Jimmy hay không nhá. Đấy, một con quái vật Indo. Thì anh Đức Mõm có làm gì được hay không đây? Rồi, đặt kèo khá nhanh. Vâng, cực căng thôi anh em ạ. Rồi xem ai sẽ là người được chiến công đầu anh em ơi. Rồi anh Đức Mõm đặt kèo khá nhanh anh em ơi. Rồi anh Đức Mõm đang chơi chiến thuật công lên luôn nhá. Anh Đức Mõm không ngán Jimmy đâu anh ạ, công từ đầu luôn. Rồi, hai viên vào đầu anh em ạ. Ui thế này sao chơi anh em? Quả này Jimmy ngủ của toái anh em ạ. Rồi để xem Jimmy liệu có lật được anh Đức Mõm và giết được anh Đức Mõm hay không nhá. Thì mình đã tắt kỹ năng để cho hai người này bắn công bằng nha anh em ơi. Đó, công bằng nhất có thể nhá. What the hell, cái gì vậy trời? A đủ. Jimmy lật kèo anh em. Cái gì vậy, anh Đức Mõm chưa gì đã bay màu gì anh em. Ok, không sao, mình vẫn tin tưởng anh Đức Mõm anh ạ. Ok, trận thứ hai nha anh em ơi. Trận thứ hai xem anh Đức Mõm bắn như nào nha anh em. Ok, trận này anh ấy cầm UMB nha. Rồi bật cái hành động khịa lên nhá anh em. Căng cực luôn anh em ạ. Ok, hôm nay mình quyết định hóa thân thành bình luận viên đó nha. Bình luận một cách công lập nhất nha anh em ơi. Rồi đây là vị trí của VTC Đức Mõm anh em ạ. Đức Mõm Dubai. Đấy, đặt keo cực kỳ nhanh luôn. Rồi. Ok, Đức Mõm đang cầm cho mình khẩu UMB anh em ạ. Level 7 đang công lên. Cực kỳ căng. Và bên này là Jimmy BC. Rồi, Jimmy cũng cầm cho mình khẩu UMB nhưng mà level 1. Đặt keo khá nhanh anh em ạ. Hai ông chùm BC đang solo với nhau. Liệu ai sẽ người giành chiến thắng đây anh em ơi. Rồi, Đức Mõm đang đặt keo rất là nhanh. Múa keo cực kỳ kinh dị rồi. Rồi, làm gì? Rồi, đặt keo Jimmy không bắn được sát thương nào luôn. Rồi, anh Đức Mõm đang kéo tâm. Rồi, một viên vào đầu rồi. Quá căng. Ok, anh Đức Mõm đang chạy luôn ra đằng sau. Làm gì? Liệu có headshot được Jimmy BC hay không đây? Rồi, làm gì rồi, đặt keo để cho Jimmy không chạy được anh em ạ. Một chiến thuật khá là kinh dị đến từ vị trí của Đức Mõm Dubai. Ok, rồi xem ra là ai sẽ người chiến thắng đây anh em ơi. Cực kỳ căng đấy nhá. Vẫn chưa có ai chịu thua anh em ơi. Làm gì? Jimmy. What? Anh em cho anh Đức Mõm một like luôn đi anh em ơi. Bấm like luôn đi. Cái pha vừa xong mình không tin vào mắt mình luôn anh em ạ. Ảo thật đấy anh em ơi. Ảo thực sự luôn. Ra đạn vào đầu anh ạ. Thế này sao chơi? Hay Jimmy sao chơi anh em? Uầy, một bro laser chính hiệu anh ạ. Đấy, kênh của mình dạo này cũng đang mất đề xuất anh em ạ. Nên là anh em nhớ giúp mình một nút like nhé. Nhưng đừng xem chùa anh em ạ. Công sức mình kiểu như mời các idol về bán cũng mệt đấy anh em ơi. Không phải đùa đâu. Đấy, nên là anh em giúp mình một nút like đi. Đấy, cái kèo này kèo quyết định rồi anh em ạ. Đấy, cũng muốn mời nữa, cũng không mời đâu anh em ơi. Chỉ cần anh Đức Mõm thắng cái kèo này thôi. Còn thua thì mình sẽ tiếp tục là kiếm các idol khác để cho Jimmy xử lý nha anh em ơi. Đấy, để xem nhá. Ok, liệu anh Đức Mõm có thắng được Jimmy hay không đây? Rồi, những cái thao tác khá là nhanh anh em ạ, khá là uyển chuyển luôn. À, vị trí của Jimmy. Rồi, một viên bay đầu anh em ạ.
bay ra cái đầu rồi, đang cuốn máu rồi. Anh Đức Mon đang công lên, liệu kết thúc được hay không đây nhá mày. Rồi Đức Mon rồi, không kết thúc được luôn nhá. Wow, quá là easy rồi nhá bạn. Hôm nay mình mời đúng người rồi nhá mày. Cảm ơn tất cả anh em đã comment là mời anh Đức Mon vào chiến đấu với Jimmy nhá. Và hôm nay anh Đức Mon đã bắn 2-1 Jimmy rồi nhá. Không biết là liệu tí Jimmy có lật kèo hay không thì mình chưa biết. Đấy anh em thấy quân đoàn của anh Đức Mon chưa? Vua tử chiến anh em ạ, có nghĩa là bắn tử chiến cực kỳ kinh luôn. Nên là mình đặt cái quân đoàn là vua tử chiến. Trước là quân đoàn của anh nghĩ là quân đoàn Dubai anh em ạ, bây giờ đã chuyển sang quân đoàn vua tử chiến rồi nhá. Rồi, trở lại thì anh Đức Mon cầm M500 thôi anh em ạ. Ok, để xem liệu anh Đức Mon có xử lý hay không nhá. Với hai khẩu UMP trên tay và bên này là Jimmy BC chỉ có một khẩu thôi anh ạ. Một khẩu nhưng mà không có skin luôn. Ok, Jimmy cũng đang múa keo cực kỳ nhanh anh ạ. Múa ơi dù một phát đặt keo cực kỳ ảo ma luôn. Rồi 6 máu với 10 máu. Rồi đến vị trí của Đức Mon Dubai cầm nục M500 bắn luôn. Adu chấp à anh em. Rồi để xem liệu Đức Mon có xử. Ôi what, một viên vào đầu kìa anh em. Rồi liệu kết thúc đấy không đây. Không biết miêu tả từ gì nhá, không biết miêu tả từ gì phát đấy luôn. Anh Đức Mon khắc chế là Jimmy anh em này. Cầm M500 giết được UMB. Cái quái gì đang xảy ra vậy anh em? Ảo thật đấy anh em ạ. Ok, vị trí của VDC Đức Mon anh ạ. Bắn quá gắt luôn, con đoàn vua tử chiến. Đúng là chùm tử chiến anh ạ. Ok, mình sẽ quan sát Jimmy nhá, để xem Jimmy bắn như nào nhá anh em ơi. Trận này thì Jimmy đã đổi sang cái khẩu là gì nhỉ? AC-12 không nhỉ? Hay gì mình chả nhớ lắm, với cả UMB nhá. Ok, để xem Jimmy kiểu liệu có kéo tâm bay đầu Đức Mon hay không nhanh em ơi. Rồi, một pha đâm đầu vào cái cột anh ạ. Rồi Đức Mon trận này cầm G18 luôn. Adu được quá nhỉ, chấp luôn hả anh em. Căng nha, kéo lại căng nha. Rồi G18 bắn thôi anh ạ. Rồi để xem anh Đức Mon liệu kết thúc được Jimmy hay không nhá. Rồi một pha chấp cực mạnh anh ạ. Mình nghĩ là khả năng anh Đức Mon bay cái đầu anh em ơi. Ok, mình sẽ quan sát vị trí của Jimmy. Mình biết ngay mà, anh Đức Mon khinh thường Jimmy rồi. Quá sai lầm anh em ạ. Jimmy bắn những cái khẩu như này oan suất cực kinh luôn. Nên là mình nghĩ anh Đức Mon nên bình tĩnh lại và bắn, chứ như này là toạng anh ạ. Ok, anh Đức Mon đã chuyển ra khẩu AC-80. Vâng, và một kèo solo súng tỉa anh em ạ. Cực căng. Ok, để xem ai sẽ là người, ai sẽ là vua súng tỉa trong trận đấu này đây anh em ạ. Rồi, anh ta đang múa kỹ năng cực kỳ cao. Ok thì anh em, nếu mà ủng hộ cho anh Đức Mon, anh em thả nút like. Và anh em ủng hộ cho Jimmy thắng trận này thì anh em comment là Jimmy mãi đỉnh. Đấy, anh em muốn ai thắng trận này nào? Đấy, anh em fan anh Đức Mon thì bấm like nhá. Còn fan Jimmy thì bấm nút gì nhỉ? Ôi, chưa cả kịp bình luận xong anh Đức Mon đã cho Jimmy bay đầu rồi anh em. Phải, đúng là vua tử chiến rồi anh em ạ. Không cần bàn cãi gì thêm. Ok, tiếp tục nha. Đây, vị trí của Jimmy BC. Vâng, trận này vẫn tiếp tục là chơi khẩu AC-80 nhỉ. Nói chung là chơi lớn luôn đấy anh em ơi. Rồi, để xem Jimmy liệu có lật được kèo hay không nhá. Liệu có lật được kèo như hôm mình với Sima bị thua hay không nhá anh em ơi. Rồi, anh Đức Mon là mình mong là anh Đức Mon sẽ phục thù được cho mình với Sima nha anh em ơi. Đấy, trả thù cho bọn mình nha bạn. Bởi vì hôm đấy Jimmy nó chốt chúng mình 7-4, một đứa 7-4, một đứa 7-6 anh em ơi. Đấy, cực căng luôn. Ok, và đây tiếp tục là vị trí của VTC Đức Mon đang cầm cho mình khẩu AC-80. Rồi anh ta kéo tầm ra đạn vào bông keo rồi nha bạn, căng luôn. Ok, để xem có ra đạn vào đầu hay không nhanh nha mày. Ui, cái gì, xem ai chết trước đây. Rồi, hai kèo khá ngang cơ nha. Hai kèo bắn AC-80 luôn. Rồi, nói chung là, nói chung là cái gì, ai sẽ người headshot trước đây nha mày. Rồi anh em, trận đấu này hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn đúng không anh em? Không phải bắn UMP nữa mà bây giờ solo AC-80 anh em ạ, solo one shot luôn. Để xem ai sẽ là người one shot kinh hơn nha anh em ơi. Rồi. Rồi anh Đức Mon chơi dí nữa rồi, cầm G18 dí nữa rồi. Để xem có giết được. Cái gì. Mình cứ tưởng anh Đức Mon quả được toang thôi nhá. Rồi anh ta cầm G18. Rồi một viên 58 máu vào đầu rồi. What the hell. Căng vậy trời. Bắn này làm sao Jimmy có thể trụ được anh em. Khả năng lật kèo trận này là 0% anh ạ. Quá gắt luôn anh em ơi. Không còn từ gì để miêu tả nữa anh em ạ. Một nai là vua tử chiến Đức Mon này anh em ơi. Một nai anh em ơi, một nai đi.
mình đã tìm ra một người có thể chiến đấu được với Jimmy nha bạn. Cái trận chiến quyết định này quá căng anh em ơi, quá xúc động luôn, trận đấu quá cảm xúc anh ạ. Tiếp tục rồi, anh được muốn vẫn đang cầm khẩu AC80 cho mình nhá. Rồi, trận này hai khẩu thôi nhá. Rồi Jimmy đang cầm UMP anh em ơi, đúng không ta? Rồi Jimmy cầm khẩu gì đây? À Jimmy vẫn chơi G18 thôi nhá. Adu em một kèo cực căng thôi nhá. Ok, hai người solo G18 luôn. Ôi, ai sẽ người chết trước đây? Rồi anh em cùng theo dõi nhá, xem ai sẽ người chết trước nhá. Anh em dự đoán luôn trận này xem ai sẽ người bắn G18 căng hơn. Đây là một cái kèo solo gọi là quyết định nhưng mà mang tính tấu hài là chính anh em ạ. Rồi anh Đức Mon trận này không thèm bắn hẳn loay anh em ơi. Cái kèo này thấy anh Đức Mon là trên cơ hẳn đúng không anh em? Rồi, chuyển sang AC80. Làm gì? Jimmy mà cầm UMP thì chắc anh Đức Mon niệm luôn anh em ạ. Mình nghĩ là vậy. Rồi, Jimmy đang bắt đầu. Thôi xong rồi. Toang rồi anh em ơi. Dầu chấm hết ở đây anh em ạ. Dầu chấm hết cho Jimmy anh em ơi. Một tài năng bên Indo nhưng mà thất bại dưới tay VTC Đức Mõm Việt Nam anh em ơi. Quá là loan. Ok, tiếp tục nha. Mình vẫn tiếp tục quan sát vị trí của anh Đức Mõm nha anh em ơi. Bắn như này sao mà chơi anh em? Sao mà đỡ được? Cái kèo solo này đúng là một kèo solo có 1-0-2 anh ạ. Cực căng. Ok, tiếp tục. Anh Đức Mõm đang công lên. Anh em ơi. Rồi, anh đã chuyển hướng sang bên này rồi anh em ơi. Rồi, để xem anh Đức Mõm liệu cân được hay không nhá. Rồi, đặt kèo cực nhanh luôn. Rồi, để xem làm gì. Có hack sock hay không đây? Có kết thúc được cái giao đấu hay không đây? Cũng khó đấy anh em ạ. Cũng khó đấy, kết thúc được cái giao đấu cũng khó anh em. Để xem nha. Rồi, chỉ còn một giao cuối cùng thôi. Xem anh Đức Mõm hay Jimmy sẽ người giành chiến thắng anh em. Căng. Rồi, mình đang rất là tập trung anh em, đang rất là tập trung. Ok, xem anh Đức Mõm kết thúc tới không nhá anh em. Kết thúc đi anh ơi, kết thúc đi. Rồi, vẫn chưa kết thúc nhau rồi anh ạ. Vẫn đang dây dưa, vẫn chưa kết thúc luôn. Rồi, làm gì? Rồi, hết. Xong. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Cảm ơn anh Đức Mõm nha anh em ơi. Cuối cùng anh Đức Mõm đã phục thù được cho mình với Simao rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ok, nói chung là clip của mình đến đây kết thúc nha. Đấy, mình lên luôn 2 bạn may mắn nhận được, nhắm 5 bạn may mắn nhận được 5k kim cương anh em. Anh em thấy chưa? Ok, nói chung clip của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ở đây. Bye bye anh em nha.